Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Chiêm Thành trở về Thăng Long, nhà vua cho mở hội ăn mừng suốt 3 ngày đêm. Còn đối với những tù binh đưa về từ nước Chiêm, nhà vua không cho xử tử họ. Đây là một hành xử nhân ái của nhà vua. Vua Lý Thái Tông cũng chiêm nghiệm về những việc đã diễn ra liệu có hợp với lòng người và ý trời hay không. Nghiệm thấy trong nhân dân, bà con được mùa, cuộc sống trở nên sung túc hơn. Như vậy là hoàn toàn hợp với ý trời mà cho mùa màng tươi tốt. Niềm vui chưa được bao lâu thì những gì diễn ra trong cuộc chiến đánh quân Chiêm đã ám ảnh nhà vua, khiến ngài mất ngủ nhiều đêm và thường gặp những cơn ác mộng. Để tự vấn an mình, ngài cho rằng việc chinh phạt Chiêm Thành là thế vạn bất đắc dĩ. Ngài tìm đến chùa để đọc kinh khấn Phật, rồi ngài lại nằm mơ thấy Phật dẫn ngài ngồi trên tòa sen. Được giải thích về điềm lành của giấc mơ và được khuyên xây dựng một ngôi tam bảo để phát tâm công đức, nhà vua đã thực hiện xây ngôi chùa giống như một tòa sen ngự trên trụ đá. Ngày khánh thành, người dân thả đèn hoa đăng kín mặt hồ nên chùa có tên là Diên Hiệu. Nhưng về sau, theo hình dáng ngôi chùa, dân gian gọi đó là chùa Một Cột. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Biết không thể cứu vãn được, đoàn thuyền xuôi nước lao đi cả ngàn chiếc, dợp kín lòng sông. Cách gì mà kìm hãm lại được, dù có hãm lại được cũng đã muộn, quá muộn rồi. Nhà vua tự hối, chăm sự tại ta, thực lòng ta chỉ muốn gặp nàng trò chuyện, chứ đâu phải ép nàng chung trả. Nhưng đêm hôm, ta chắc nàng nghĩ ta có tà dâm, đúng là tình ngay, lý gian. Ta biết nói sao đây? Hậu thế ắt nhiều người chê ta là kẻ sát phu. Nghe nói mấy ngày sau, xác nàng bị ê trôi dạt vào một bến đò nơi có gốc cây đa cổ thụ. Dân trong vùng vớt lên thấy một người con gái sắc đẹp rực rỡ như một người vừa thiếp ngủ. Người già trong vùng nom mặt biết là người quyền quý bị tai nạn gì đây, bèn lấy gỗ thơm làm ván chôn cất tử tế, lại dựng tấm bia mộ trí với dòng chữ hơi lạ: vô danh phu nhân chi mộ. Nghe nói thỉnh thoảng nàng bị ê lại hiện hình quanh khu mộ vào những đêm thanh vắng. Dân bèn biến ngôi mộ thành ngôi miếu thờ, quanh năm hương khói. Sau dân các nơi về lễ bái rất đông, quan sở tại có sớ về triều xin được phong thần. Xem sớ tấu và thần phả, vua Thái Tông biết đó chính là mị ê phu nhân. Nhà vua không những ban sắc phong thần, lại còn ban cả mỹ danh, hiệp chính hữu thiện phu nhân. Ý nhà vua muốn khen thần là người trung trinh tiết liệt. Từ đó nhà vua mới thấy lòng được thanh thản. Nhận sắc phong thần, lại kèm cả mỹ danh vua ban, dân làng bèn chôn tấm mộ trí vào trong lòng đất, phía sau ngôi miếu. Vua từ Chiêm Thành về, sai sứ đi dụ bảo khắp trong nước về việc đại thắng quân Chiêm, lại cho dân mở hội ăn mừng. Từ Thiên Giám xem lịch chọn được ngày lành làm lễ tế cáo mừng khải hoàn tại nhà Thái Miếu, dâng tù binh cùng các đồ vàng bạc châu báu với cả 30 con voi chiến lên các liệt tổ. Trong lễ tế, vua không cho chém tù nữa, lại sai phủ thái sư phân phái chiến tù về cho các lộ, lập riêng hương ấp cho họ được ở với nhau, được phép đặt tên các hương ấp phỏng theo tên Chiêm Thành. Cũng cho phép dân chiến tù ấy được giữ nguyên phong tục của xứ sở họ, kể cả việc xây cất nhà ở, nơi thờ tự, theo cách của người Chiêm. Sai đặt tiệc yến để khao thưởng các tướng lĩnh và tả hữu đã theo vua đi chinh chiến trở về. Cũng cho sĩ tốt được ăn mừng, cho cả kinh thành vào hội mừng chiến thắng suốt 3 ngày. Sau cuộc đại chinh phạt Chiêm Thành, thế là hai mặt biên thùy phía Bắc phía Nam đều yên tĩnh, dân nước được an cư lạc nghiệp. Quan từ các lộ đều có sớ về triều, năm nay được mùa to. Nhà vua hồ hởi nói, tưởng đánh dẹp phương xa, tổn hại đến việc nông trang, ngờ đâu lại được mùa lớn. Vậy thời việc đánh dẹp của ta thuận ý trời, đẹp lòng người. Nếu nhân dân đã no đủ, thì triều đình còn lo gì thiếu thốn. Vậy ta đại xá cho thiên hạ tiền tô thuế năm nay. Nhà vua thân hành về các lộ, vi hành tới cả các nơi thôn cùng xóm vắng, xem các điều luật trong bộ hình thư ban hành từ năm Nhâm Ngọ
1042 có còn hữu ích cho dân, hoặc các chức dịch, các hình quan có điều gì làm phiền nhiễu dân, cản trở các lợi ích của dân do luật mới đem lại. Sau đó, vua cùng các quan thái sư, đình úy ti, khu mật viện, ngự sử đài đi thị sát các kho tàng, các nhà ngục. Trở về triều, vua sai bổ sung thêm mấy điều vào bộ hình luật. Trước hết là ti quyền khố, ai tham của đút mà cho nhập kho những lụa là gấm vóc không đúng hàng bậc phẩm cấp, nếu nhận từ 1 tấm đến 10 tấm trở lên thì cứ tính theo số tấm mà ra hình phạt từ 1 đến 10 năm đầy khổ sai. Quyền khố kho lụa là gấm vóc. Cũng bổ sung thêm một điều nữa về việc cấm các ngục quan không được lợi dụng sức của người tù để làm các việc riêng nặng nhọc, mưu lợi cho nhà mình. Ai phạm thì xử phạt 80 trượng, thích chữ vào mặt, đầy giam vào nhà lao. Tiếp đó, vua cho đúc một quả chuông lớn đặt ở Long Trì để dân trong nước, ai có oan ức không còn kêu cứu ở đâu được nữa, thì đến đó đánh chuông ấy, tâu sự việc, vua tự xét xử. Bỗng nhiên Thái Bảo Nùng Chí Cao về chầu, vua cho gọi vào cung Long Đức để hỏi han, lại cho khai hoàng vương Lý Nhật Tôn, trung thư thị lang Lý Đạo Thành, hoàng môn tri hậu Lý Thường Kiệt cùng dự. Sau khi ban cho mỗi người một chung trà, vua hỏi Nùng Chí Cao, chẳng hay Thái Bảo về triều có việc gì cần tâu báo đây? Vua mỉm cười độ lượng, thân nhớ bệ hạ, nhớ Thăng Long nên tự đem cống vật về, chứ không sai nha thuộc nữa. Nói xong, Nùng Chí Cao rụt rè nhìn nhà vua, nhìn mọi người. Chàng trai người ban này tuy tước vào hàm tam công nhưng chẳng hiểu lễ nghĩa gì, vẫn hồn nhiên như cây cỏ. Nhà vua nhìn kỹ gương mặt Chí Cao, thấy y vừa có vẻ ngây ngô, vừa có vẻ tinh quái, bèn hỏi, nếu chỉ có việc đưa cống vật thì đâu cần đến quan Thái Bảo. Đưa tay nắn lại vành mũ một cách vụng về, Nùng Chí Cao nói, thần đoảng quá, bệ hạ, đúng là thần có một việc lớn, vì việc đó thần mới phải về, thế mà lại quên. Tẹo nữa là quên thôi, nếu bệ hạ không gặng hỏi. Việc gì vậy, người nói ngay đi. Tâu, thần về mừng bệ hạ vừa đánh thắng quân Chiêm Thành, thắng lớn lắm mà. Sao khanh biết, có trung sứ của ta lên báo, hay do ngươi tự biết? Nùng Chí Cao lắc đầu trách. Việc thắng lớn thế, vui thế mà bệ hạ không báo cho thần. Đây là viên an phủ đô giám Ung Châu sang thăm thần, y sang chúc mừng. Thần hỏi y, chúc mừng về cái gì? Y nghiêm mặt dùng mình, vẻ sợ hãi nói, khiếp quá, An Nam hùng mạnh quá. Quốc vương của ông đem 5 vạn binh sộc thẳng vào đất Chiêm Thành, giết vua nước ấy, chém mấy vạn thủ cấp người Chiêm, lại tràn vào kinh thành, lấy được nhiều vàng bạc châu báu, cùng các thứ nhiều lắm. Gương mặt ông ta trở nên buồn ủ rũ, lại nói, nước Tống chúng tôi lớn lắm, ai ở đâu biết đấy thôi, nhưng mà cũng nhu nhược lắm. Phía Bắc thì quân Liêu, phía Tây thì quân Tây Hạ sâu xé. Thần liền hỏi, vậy cho nước Tống các ông có sợ An Nam không? Không sợ đâu. Ông ta nói thế nhưng lại gật đầu. An Nam đang cường thịnh. Ông ta nói thêm. Ngẫm nghĩ giây lát, Nùng Chí Cao nhìn nhà vua hỏi. Bệ hạ thắng lớn, lấy được nhiều của cải của người Chiêm Thành. Bệ hạ thưởng công cho Thái Bảo đi. Được, ta sẽ có phần thưởng cho khanh. Nhưng viên an phủ đô giám Ung Châu có còn dò hỏi khanh điều gì nữa không? Không, chỉ uống rượu nói chuyện thôi. Bệ hạ phải biết, y là một tên bợm rượu đấy. Đến như thần đây mà uống với y cũng còn bải hoài. Khi nào bệ hạ uống cùng y phải coi chừng. Y có đòi đi xem thành trì của khanh không? Có chứ, nhưng thần chỉ cho uống rượu. Rượu uống bao nhiêu cũng cho. Thành thì không cho xem được. Nó xem thành của mình, lỡ nó đưa quân lén đến lấy trộm của mình thì sao? Ồ, nó là người Tống mà, không tin nó được. Vua Thái Tông cười vui vẻ. Ta cứ tưởng cái thằng man này khờ, chẳng hóa nó lại khôn danh, người cầm tinh con gì? Con rắn. Đinh Tị, người tuổi Đinh Tị, thảo nào mà chẳng khôn danh. Năm nay ngươi vừa tròn 30 tuổi đúng không? Đúng ạ. Thôi được, bây giờ ngươi về nhà công quán nghỉ, ngày mai ta cho người đem quà đến thưởng cho ngươi. Trước khi về Quảng Nguyên, ngươi còn phải gặp lại ta, để ta còn căn dặn một số việc phải làm. Nùng Chí Cao vừa ra khỏi cung, vua liền hỏi mọi người. Các khanh thấy việc Nùng Chí Cao về chầu với việc viên an phủ đô giám Ung Châu biết tường tận việc quân ta đánh thắng Chiêm Thành có gì liên quan với nhau không?
Khai Hoàng Vương nói, Tâu Phụ Vương, con nghĩ là người Tống có gài gián điệp ở Chiêm Thành, lại cũng hay xúi dục người Chiêm quấy nhiễu Nam Thủy nước ta. Họ chỉ muốn các nước láng giềng của họ bất hòa với nhau, thậm chí đánh nhau, sẽ suy yếu để họ được yên ổn và rảnh tay làm cho nước họ được hùng cường. Trung thư thị lang Lý Đạo Thành vái nhà vua hai vái xin nói, Tâu Hoàng thượng, nước Tống thấy bệ hạ thắng lớn quân Chiêm Thành nên hốt hoảng sang thăm dò Thái Bảo Nùng Chí Cao. Nhưng biết đâu, y chẳng có manh tâm xúi dục Chí Cao làm phản. Nhân Chí Cao về chầu, bệ hạ thử cân nhắc xem có nên giữ y ở lại Thăng Long để đoạn diệt hậu họa không? Vậy còn Thường Kiệt có ý gì khác không? Tâu bệ hạ, đúng là ý thần có khác. Thần cho rằng bệ hạ vì lòng nhân không nỡ giết Nùng Chí Cao. Nhưng thần vẫn thấy để y là mối nguy cho nước. Chi bằng như ý quan Trung Thư Thị Lang, nhân dịp này nên giữ y lại Thăng Long, cũng là cách quản chế y. Bệ hạ cứ để ý cái mặt y, về tướng học không điểm nào là không liệt. Thần nhớ ngày trước Cố Can đã khiến bệ hạ nổi giận. Y tuổi Đinh Tị, năm Tân Tị bị bắt, nhã ra y đã chết năm 25 tuổi ấy, nhưng hồng phúc nhà y chưa đứt hẳn nên được bệ hạ tha mạng. Nay thì hắn chưa đến hạn tận số, mà mãi tới năm Quý Tị kia, năm y 37 tuổi, chắc sẽ chết về tay người khác. Nhưng nếu bây giờ bệ hạ giữ y ở Thăng Long, thì sau này đỡ bận tâm hơn. Nhà vua nghe mấy người nói về Nùng Chí Cao, khiến vừa bức xúc, vừa bực mình. Bực mình vì mấy người không hiểu được cao ý của nhà vua. Dằn lòng, ngài nói, ta nói để các khanh rõ nỗi bức xúc của ta. Ấy là nhà Tống vẫn chơi cái trò lá mặt lá trái với ta. Nhớ năm Giáp Dần 1014, Tống Chân Tông cũng lá mặt lá trái, xúi dục đám dân man Tống, do hai tên đầu lĩnh Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí đem cả chục vạn binh cùng chục vạn dân đi theo hôi của, đã bị tiên đế giết chết lũ đầu mục, đánh tan tác đám quân dân Tống gồm 20 vạn, bắt sống tới 5.000 lừa ngựa, khiến nhà Tống thảm bại. Không những thế, tiên đế còn gửi 100 con ngựa qua Biện Kinh làm đồ tu cống. Phùng Chân Lý Thạc cầm đầu đoàn cống sứ, lúc về kể lại, vua Tống phải xuống chiếu cho các quan địa phương có đoàn sứ thần An Nam đi qua, phải đón tiếp chu đáo và phải dẫn đoàn tới tận cửa khuyết, tức là phải đến tận triều đình nhà Tống ở Khai Phong. Các sứ về nói rằng đoàn sứ thần với 100 con ngựa chiến như một đoàn quân đi tới đâu, khiến không chỉ dân Tống sợ hãi mà binh Tống cũng hốt hoảng, bởi Bắc Thùy nước Tống lúc ấy luôn bị người Liêu uy hiếp. Tới khi sứ ta cùng cống vật ra mắt Tống Chân Tông, làm cho ông vua nhu nhược này vừa bẽ mặt vừa bối rối. Nhân thắng Chiêm vừa qua, ta cũng cử Tô Nhân Tộ, Đào Duy Phiến sang báo thắng với Tống Nhân Tông. Ta cho sứ thần đem theo 10 con voi làm quà biếu và căn dặn hai viên chánh phó sứ này phải làm được các việc như Phùng Chân, Lý Thạc đã làm vào năm Giáp Dần. Như thế có nghĩa rằng đối sách của ta với Trung Hoa và Chiêm Thành hiện nay là cận giao viễn công. Tất yếu cận viễn sẽ tùy thời mà thay đổi. Dừng lại giây lát, nhìn mọi người với tấm lòng thương yêu tin cẩn, vua nói, Tống là một nước lớn, nhưng các triều đại của họ từ Hán Đường tới nay chưa có triều đại nào làm được điều gì cho dân ta tin cậy. Mặc dù họ là nước lớn, nhưng ta không cho phép họ vượt mặt ta, dùng nước ta là một món hàng để chúng mua bán, nay với kẻ này, mai với kẻ khác. Nhân đây ta cũng nói Thường Kiệt, Đạo Thành được tỏ tường việc ta dùng Nùng Chí Cao. Sao ta không biết cái nòi phản phúc nhà nó? Các điều Lý Thường Kiệt, Cố Can ta năm trước và hai người cùng Can ta vừa rồi đều đúng cả. Nhưng phải hiểu ta dùng y là một quân cờ trong cái thế cờ đòi đất của nhà Tống. Việc này ta sẽ nói kỹ với các người sau. Vua nhìn mấy người tả hữu của Khai Hoàng Vương với cái nhìn vừa trìu mến vừa nghiêm khắc. Lại nói, quốc thổ là việc quan trọng bậc nhất đối với mỗi quốc gia. Các khanh còn trẻ phải ý thức đầy đủ về việc này. Bởi mai đây các khanh sẽ là những cây trụ vững chắc của nước nhà, là chân tay và cũng là đầu óc của quốc vương. Mai đây ta tuổi già bóng xế, ngôi nước chẳng về tay Khai Hoàng Vương, còn về ai? Đứng đầu hai ban văn võ, chẳng trông cậy vào các khanh, còn trông cậy vào ai? Cho nên việc trị nước, lo gần, còn phải lo xa. Các khanh phải tỉnh táo đầu óc, sáng láng công việc mới đủ sức để cho người dân trông đợi.
Nhà vua ngừng lời. Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt vội quỳ lạy. Chúng thần xin lĩnh ý bệ hạ. Chúng thần xin tạ ơn bệ hạ. Hoàng Thái tử Lý Nhật Tôn cũng quỳ lạy. Con cảm tạ phụ hoàng ban trọng ân. Vài ngày sau, nhà vua thân đến thăm trại voi, đặt cạnh hồ Dâm Đàm. Vua dụ, 20 con voi này sẽ cho nhập vào đội tượng binh. Nhất thời nó chưa nghe được tiếng ta và hiệu lệnh của các quản tượng người mình, nên phải để người này voi, người chiêm ở chung để chuyển hóa chúng dần dần. Vua cho hỏi những người này voi xứ Chiêm Thành rằng họ có biết bẫy voi rừng và có biết thuần dưỡng chúng. Họ nói, chính 30 con voi nhà vua đưa từ Chiêm Thành về là do họ bắt và thuần phục. Vua cho người dẫn họ đi thám sát mấy cánh rừng quanh hồ Dâm Đàm, nơi thỉnh thoảng đàn voi rừng vẫn ra kiếm ăn. Lại sai đám quân tượng binh phải cử người bám sát lấy người chiêm mà học lấy nghề săn bắt voi. 3 ngày sau, họ đã tìm thấy dấu hiệu nơi có đàn voi 9 con và nơi khác có đàn 5 con, qua đếm các dấu chân chúng còn để lại trên cát. Vua hỏi, theo các ngươi nên bắt đàn voi nào trước? Ta muốn mở đầu công việc này phải ăn chắc, ta sẽ cùng đi bắt voi với các ngươi. Đứng cạnh nhà vua, đô tướng Nguyễn Sắn nói, tâu bệ hạ, rèn cho đội tượng binh quen thạo việc thuần dưỡng, cũng như việc săn bắt voi là việc của lũ thần, bệ hạ há phải nhọc sức. Và lại việc đó cũng khá hiểm nguy vì nhiều bất chắc khó lường, xin bệ hạ bảo trọng tấm thân muôn quý. Nhà vua nhìn viên đô tướng già, chợt nhớ mấy chục năm trước gặp y theo học Định Hương trưởng lão ở chùa Ba Tiêu, Hương Tam Sơn, thấy sư khen là người có đức nên ta thu dụng. Văn tài y chẳng có gì, chữ nghĩa cũng chỉ đủ đọc kinh sách, nhưng thực tình y có khiếu năng về con đường binh nghiệp, bởi y có sức khỏe hơn người, lại gan dạ dũng cảm nên được quân lính dưới quyền tin phục. Hơn nữa, y là một người nhân ái, trung thực, hiếu hạnh. Y can ta là thực lòng, chứ không như những kẻ su phụ khen để lấy lòng người trên. Lại ngắm phía gương mặt phúc hậu của viên đô tướng, tuy sức y còn khỏe nhưng tóc đã hoa râm, da đã nảy đồi mồi, khóe mắt khóe miệng đều đã có nếp nhăn. Nhà vua động lòng trắc ẩn, nói lời an ủi, ta biết khanh vì yêu ta mà dâng lời can. Khanh yên tâm, ta không dạy gì để con voi nó hại, đành rằng việc ấy là hiểm nguy. Song chẳng lẽ đã làm vua là chỉ có an hưởng dục lạc, còn việc khó khăn nguy hiểm, việc trận mạc là đã có người khác làm, người khác chết thay. Đúng ra ở đời không thiếu những ông vua như thế, nhưng nó nhằm vào các triều đại suy tàn. Với ta thì khác, hàng năm ta không chỉ cày ruộng tịch điền để khuyến cáo dân nước chăm việc nông tang, mà ta còn tự cày cấy lấy gạo thơm làm xôi dâng cúng tổ tiên. Ta không chỉ trồng dâu chăn tằm mà còn dạy cho cung nữ và người trong nước biết việc tằm tang, dệt lụa, dệt gấm, lại tự ta mà các đồ do ta và dân ta làm ra. Không chỉ để khuyến khích người dân mở mang công thương mà còn khuyến khích cả sự kiệm cần. Nước có giặc hoặc giặc ngoài gây rối, tự ta cầm quân vào chỗ hiểm nguy, cùng mọi người để giữ yên cho nước. Vậy đó, người đứng đầu chăm họ đâu phải là kẻ chỉ biết hưởng lạc, còn công việc thì đun đẩy cho người khác. Nếu khi nào ta không còn muốn làm các việc ta thường làm, mà lại đắm chìm trong các lạc thú trần gian, thì gương Lê Ngoại Triều còn đó. Khanh nên biết, những việc ta làm không chỉ để người trong nước trông vào, mà còn để dân con cháu ta. Dân cả chính ta nữa. Phàm làm người ai chẳng thích sống, ai chẳng muốn hưởng lạc. Nhưng ham sống tới mức nhút nhát ươn hèn, ham hưởng các lạc thú tới mức đắm chìm mê muội, thì cơ nghiệp sẽ sụp đổ, sự nghiệp cũng tiêu vong, nhân cách cũng nhơ nhớp, khác chi loài cầm thú. Nhà vua quay hỏi đô tướng Nguyễn Sắn, ta nghe như khanh bổ côi cha mẹ từ tuổi nhỏ, sống với bà nội, chẳng hay bà ngươi còn sống. Nghe nhà vua nhắc đến bà nội, Nguyễn Sắn cảm động đáp, tạ ơn bệ hạ ban lời thăm hỏi, bà nội của thần đã mất gần 10 năm rồi ạ. Thế bà của khanh được mấy người con hay chỉ có một mình cha khanh thôi? Tâu bệ hạ, bà của thần chỉ sinh hạ được một mình cha thần thôi, vì ông nội của thần phải đi lính thú miền biên tái, bị chết vì ma thiêng nước độc, còn cha mẹ của thần phải bỏ làng đi làm ăn xa. Vì thời ấy các hào lý chức dịch
bắt phải nộp tô thuế, tạp dịch nặng lắm, không chịu nổi. Chắc cha mẹ thần cũng đã chết đói chết rét ở đâu đó từ lâu rồi. Vậy chứ các con của Khanh ra sao? Tâu bệ hạ, vợ chồng thần sinh 7 mặt con, chỉ nuôi được 3 đứa, cháu đầu là trai, 2 đứa kia là gái. Con trai của Khanh năm nay bao nhiêu tuổi, y có được học hành gì không? Tâu bệ hạ, năm nay cháu 31 tuổi, cháu cũng được học hành đủ chữ để đọc thông kinh sách, lại theo đòi học mấy khóa võ. Hiện nay, cháu chỉ ở nhà phụng dưỡng mẹ già, nuôi dạy đàn con 5 đứa. Vậy thời ta sẽ cho con của Khanh được tập chân đô tướng của Khanh 3 năm. Sau này thi tuyển mà nó đỗ thì được bổ vào trung nom cấm quân. Còn Khanh, ta sẽ cho Khanh về nghỉ để dưỡng già. Ta có lỗi vì cứ tưởng Khanh chưa tới 50 tuổi. Ta cho Khanh 10 mẫu ruộng lưu điền, thêm một mẫu để hương khói cho ông nội Khanh. Vì như thế cũng là cái sự chết cho nước. Bà nội Khanh, ta sẽ cho truy tặng mỹ danh Tiết Hạnh Khả Phúng. Khanh thu xếp trong quân, từ nay tới cuối năm thì về. Đô tướng Nguyễn Sắn rơi nước mắt vì cảm động, bèn sụp lạy. Tạ ơn bệ hạ rộng lòng thương, thần chẳng qua chỉ là một đứa trẻ côi cút, tưởng không còn đất sống. May được ông xã trưởng có lòng hiếu thiện, gọi gả con gái cho, lại bắt phải học hành, rồi lại may được bệ hạ cho theo hầu từ ngày ở Tam Sơn, thấm thoát đã trải mấy chục năm. Thôi chuyện ta gặp Khanh cũng là chuyện ngẫu nhiên, mà cũng là do duyên nghiệp cả. Còn chuyện giàu nghèo, ác thiện đều từ nhân quả mà ra, Khanh còn lạ gì? Khi về quê quán, Hiệp với các sư tăng chùa làng làm các việc thiện đức để khai dân trí, mở dân tâm, phát triển nghề nông, nghề công, nghề thương. Chỗ Khanh ở cũng gần bến sông, gần thị tứ, nên các nghề đều có cơ phát đạt, gắng để dân thoát khỏi đói nghèo. Như thế, Khanh được tiếng thơm mà ta cũng yên lòng. Thần xin lĩnh mệnh, nhưng thần xin bệ hạ ra ân. Còn điều gì nữa đây? Khanh nói mau kẻo ta lại có công việc. Tâu như vậy là hố bẫy voi đã đào xong, đường dụ tượng cũng đã đắp xong. Voi nhà đã đưa vào chỗ dụ voi rừng rồi. Chỉ chờ voi rừng sập bẫy là đi bắt. Xin bệ hạ ra ân cho thần được theo hầu bệ hạ đi bắt voi. Thôi được, Khanh sẽ tháp tùng ta đi bắt voi. Từ ngày đi đánh Chiêm Thành về, thấy dân nước yên vui, lại được mùa, Nam Bắc Thủy đều không có động tĩnh gì. Nhà vua tràn ngập niềm vui. Sau khi săn bắt được một con voi rừng bên hồ Sơn Đàm, nhà vua còn đi thăm khắp đó đây trong nước. Trở về chiều được mấy bữa, tự nhiên nhà vua ngủ không ngon giấc, nhiều đêm thức trắng, có đêm lại ngủ mê mệt, không thể tỉnh dậy được. Thường thì giấc ngủ chập chờn, trong mơ thấy xạ đầu hiện về, đòi trả lại đầu cho y. Chưa dứt hình ảnh xạ đầu, lại thấy Mị Ê vận quần áo trắng lốp, đứng chân chân nhìn vua không chào, mà chỉ kêu lạnh. Gương mặt nàng nghiêm lạnh, không những không sợ hãi, mà còn tỏ ra khinh thị. Bất chợt nhà vua thấy lại toàn cảnh chiến trường, máu chảy tràn mặt đất, đầu lâu người la liệt khắp nơi. Tất cả đều trợn mắt nhìn nhà vua, đầy oán giận và la thét đòi mạng. Vốn là một người cương dũng, những cảnh tượng ghê rợn đó không dễ gì làm nhà vua hãi sợ. Ngài cũng tự biết, trong chiến trận, cảnh chết chóc đầu rơi máu chảy là khó tránh khỏi. Chỉ có điều, cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng. Dân ta đang sống yên ổn, thì người Chiêm Thành cử xua quân sang gây hấn, giết người cướp của, đốt phá triển miên, khiến dân lành không được yên ổn. Nhà vua tự biết, việc chinh phạt người Chiêm Thành là thế vạn bất đắc dĩ. Ngay như Phật Đà muốn quảng bá được chánh pháp, vẫn cần phải có người hộ pháp để diệt trừ những kẻ tàn ác hung hiểm cản trở ngài trên đường đạo. Để an định cái tâm, mấy bữa nay nhà vua đến cầu tại chùa Chân Giáo. Trước Phật Đà vua tự bạch, quả nhân không giết xạ đầu, ông ta bị chặt đầu bởi chính cận thần của mình. Còn quân Chiêm Thành bị giết ư, đó là nghiệp báo do họ gieo rắc. Chính họ đã giết những người dân lương thiện, tay không có gì để kháng cự của quả nhân trong nhiều năm qua. Có lúc nhà vua đã toan đọc biến kinh sám hối, nhưng ngài lại cho việc đó là không cần thiết. Thế rồi nhà vua tự bạch trong tâm tường, trong óc não trước Phật Đà. Tiếp đó, nhà vua đọc thêm biến Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đêm về, mơ thấy Phật Quán Thế Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua lên tòa. Sớm ra, vua đem chuyện ấy
nói lại cho Tả Hữu ở trong cung nghe. Người bảo điềm lành, người cho là điềm dữ, mỗi người giải đoán một cách. Vua nghe chẳng lọt tai, bèn triệu một vị hòa thượng đến hỏi. Sau khi nghe vua kể, sư liền giảng giải. Hẳn trong lòng bệ hạ có điều gì bất an nên cầu khiến Phật Đà. Phật Đà sai Bồ Tát Quán Thế Âm đến hóa giải. Thế gian nên biết, mơ thấy Phật là điềm lành, là phúc hạnh, chứ không có gì phải lo cả. Phật dắt tay bệ hạ lên tòa là điềm đại hỷ. Ngẫm nghĩ giây lát, sư lại khuyên. Bệ hạ sẵn có Bồ Tát hạnh, nếu phát tâm công đức thì nên xây một ngôi tam bảo, hình dáng như đã thấy trong mơ. Nhà vua rất hoan hỷ trước lời khuyên của vị thiền sư. Vì vậy, vua sai triệu quan công bộ đến và thuật lại hình dáng ngôi chùa giống một tòa sen ngự trên một trụ đá như đã thấy trong mộng. Quan công bộ sai thợ họa lại hình dáng ngôi chùa để trình ngài ngự. Nhìn ngôi chùa được vẽ lại giống như ngài đã thấy trong mộng. Vua khen đẹp và sai đem dựng đúng như mẫu đã họa. Theo ý nhà vua, chùa được dựng trong vườn Tây Cấm. Tại đó, người ta đào một cái hồ hình vuông. Giữa hồ dựng một trụ đá cao làm cột. Trên đầu cột, cất ngôi chùa như bông sen ngàn cánh. Trong chùa, đặt pho tượng Quán Thế Âm bằng vàng, lại bắc một cây cầu có mái tre. Từ bờ hồ vào điện thờ, mái cầu lợp ngói thanh lưu ly. Ngày khánh thành chùa, người ta tháo nước vào đầy hồ. Đêm xuống thả đèn hoa sen, kín mặt hồ, lung linh huyền ảo, non tựa ngàn sao. Tới cả trăm nhà sư đến chạy đàn quanh hồ, tụng kinh, cầu cho vua được sống lâu. Vì thế người ta gọi chùa ấy là chùa Diên Hiệu. Nhưng dân gian quen lối, trông mặt đặt tên, thấy ngôi chùa chỉ có một trụ cột, nên gọi chùa ấy là chùa một cột. Còn chiếc hồ thiêng, các sư gọi là Linh Triệu. Năm ấy, nhà vua 49 tuổi, đúng ra là năm hạn, nhưng ngài lại không đau yếu gì. Trong nước bốn phương đều yên tĩnh, đúng là phùng tay hóa cát. Vua lấy làm hoan hỷ vì đã được Phật độ.